vào một buổi sáng Chúa Nhật, tại một ngôi nhà thờ nhỏ kia, có một cô bé nhỏ đang đứng khóc thút thít. Cô bé không được vào lớp học kinh thánh vì lớp học đã quá đông đúc, không còn chỗ cho cô bé nữa. Bất chợt, ông mục sư đi ngang qua, cô bé òa khóc nức nở. "Ông mục sư ơi, con không được vào lớp trường Chúa Nhật học." Nhìn cô bé, mặt mày lấm lem, đầu tóc rối bù, ông mục sư dường như hiểu được vấn đề. Ông cầm tay dẫn cô bé vào lớp trường Chúa Nhật, tìm một chỗ ngồi để cô bé được học kinh thánh vào buổi sáng hôm đó. Đứa trẻ rất cảm động về những gì ông mục sư đã làm. Hôm đó cho đến khi đi ngủ, nó vẫn tiếp tục nghĩ về những đứa trẻ giống mình. Chúng nó cũng không có điều kiện để được học biết về Chúa Giêsu. Khoảng 2 năm sau đó, cô bé nọ qua đời trong một căn phòng tồi tàn, nằm trong một chung cư đông đúc. Ba mẹ cô gọi ông mục sư, vốn là người đã làm bạn với con gái của ông bà suốt những năm qua, đến làm tang lễ cho con gái nhỏ của họ. Khi thân thể bé bỏng của cô bé được rời ra khỏi giường, mọi người chợt thấy một chiếc ví sờn rách cũ kỹ rơi ra. Có lẽ chiếc ví được nhặt đâu đó từ những đống đồ cũ bị người ta bỏ đi. Trong ví là 57 xu và một mảnh giấy nhầu nát với những nét chữ nguệch ngoạc. Món tiền này dùng để xây dựng một ngôi nhà thờ lớn hơn, đủ chỗ cho tất cả những đứa trẻ có thể đến trường Chúa Nhật học. Đó là số tiền dâng mà cô bé đã dành dụm trong suốt 2 năm qua. Khi đọc những dòng chữ đơn sơ ấy, ông mục sư đã khóc. Ông lập tức hiểu ra mình cần phải làm điều gì. Cầm tờ giấy của cô bé nhỏ và quyển sổ soạn bài giảng cũ kỹ của mình, ông mục sư bước lên tòa giảng. Ông kể lại toàn bộ câu chuyện về tình yêu không vị kỳ và sự dâng hiến của cô bé. Ông đưa ra một thách thức với ban trị sự là làm sao có thể quyên góp đủ tiền xây dựng một ngôi nhà thờ lớn hơn. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại tại đó. Một tờ báo biết được câu chuyện cảm động này đã đăng trên số báo của họ. Rồi một người buôn bán bất động sản đọc được câu chuyện kể trên đã dâng hiến một mảnh đất trị giá hàng ngàn đô la. Ông ta chủ động liên hệ với hội thánh và khi được hội thánh cho biết là không đủ ngân quỹ để mua mảnh đất đó của ông mỉm cười và nói rằng ông bán nó với giá 57 xu. Trong lúc đó, các tín hữu trong nhà thờ cũng đã quyên góp được một số tiền lớn. Nhiều người ở khắp nơi khi nghe được về câu chuyện trên đã rộng lòng dâng hiến cho hội thánh trong việc xây dựng nhà thờ mới. Trong vòng 5 năm, món quà của cô bé nhỏ đã gia tăng lên đến 250.000 đô la, một số tiền rất lớn vào lúc bấy giờ. Tình yêu không vị kỳ của cô bé đã đem lại một kết quả to lớn. Khi bạn có dịp đến thành phố Philadelphia, hãy đến thăm nhà thờ Baptist với hơn 3.300 chỗ ngồi và một trường đại học với hàng trăm sinh viên đang được huấn luyện. Cũng hãy đến thăm bệnh viện Good Samaritan và tòa nhà dành riêng cho trường Chúa Nhật với hàng trăm giáo viên dạy ở các trường Chúa Nhật, hầu cho không một đứa trẻ nào trong vùng mong muốn học trường Chúa Nhật lại bị bỏ rơi. Trong một phòng của tòa nhà này, bạn sẽ thấy một bức chân dung với khuôn mặt dịu dàng của cô bé, chính là người mà chỉ với 57 xu được dành dụm trong sự hy sinh đã làm nên một sự kiện vĩ đại. Bên cạnh bức ảnh đó là tấm hình của vị mục sư đáng kính của cô bé, tiến sĩ Russell, tác giả của cuốn sách Những cánh đồng kim cương. Nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy thất vọng vì nghĩ rằng mình không có khả năng làm thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Cần nhớ rằng nếu tự sức mình thì chúng ta sẽ chẳng làm được gì, nhưng với sự hướng dẫn
và quan phòng của Chúa, chúng ta sẽ luôn đạt được những kết quả thật phi thường. Đừng bao giờ thất vọng khi cuộc sống làm cho chúng ta cảm thấy mình vô giá trị, nhưng hãy vui mừng và biết rằng Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng, có thể làm được những việc vô cùng to lớn qua đời sống của chính mỗi người nếu chúng ta bằng lòng dâng mình cho Chúa, để Chúa hướng dẫn mọi lối trong cuộc đời mình. Và bởi Đức Chúa Trời quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trội hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được vinh hiển trong Hội Thánh và trong Đức Chúa Giêsu Christ trải các thời đại đời đời vô cùng.